Chào mừng các bạn đã đến với thu thập tin học ha. Thì hôm nay thu thập tin học sẽ dẫn các bạn cách để mà xử lý khắc phục lỗi mà ODC trên máy tính bị đầy. Thế đây ví dụ như ODC của mình, nếu như có ODC thì các bạn có thể vào kiểm tra ODC của các bạn ha, bằng cách các bạn kích vào chỗ folder hoặc là chỗ read PC trên màn hình này. Đó, thì nó hiện ra ODC của các bạn. Ở đây thì nếu các bạn ODC của bạn bị đầy thì nó sẽ hiện ra màu đỏ ha. Màu đỏ nghĩa là nó đang gần đầy rồi. ODC này của mình thì còn khoảng 17 GB. 17 GB. Thì để khắc phục được tình trạng ODC này thì mình phải tiến hành dọn ghép trên máy tính, dọn những cái tập tin không cần thiết để cho cái ODC mình trống nhiều hơn, thì máy tính của mình nó sẽ chạy nhanh hơn. Thì cái ODC sẽ là đối chiếu Windows. Do đó thì nếu như nó bị đầy thì nó sẽ dẫn đến chậm, máy tính mình sẽ chạy chậm. Rồi để xử lý cái ODC bị đầy thì các bạn sẽ làm như sau. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ kích chuột phải vào cái ODC của các bạn ha. Các bạn chọn Property. Rồi, thì đây thì các bạn sẽ thấy đây là dung lượng sử dụng ha. ODC mình là mình đang sử dụng là 100 GB, còn trống là khoảng 17 GB gửi ha. ODC mình tổng cộng dung lượng là 118 GB. Rồi để mà có thể dọn ghép của ODC mình được gọn hơn thì các bạn sẽ kích vào chỗ Delete Lineup, thì nó sẽ tiến hành phân tích của ODC ha, cái dung lượng còn trống trên ODC của mình. Thì cách này có thể sử dụng được ở trên cả Windows 10 hoặc Windows 11 ha. Thì các bạn có thể sử dụng. Rồi ok, thì tới đây nó sẽ hiện ra nè. File có thể delete ha để tăng dung lượng ODC của mình. Thì thứ nhất là ở đây là mình đã có thể delete được cái Windows Update nè. Windows Update là tới 2 GB mấy rồi. Có thể giải phóng dung lượng của Windows Update ha. Tức là cập nhật Windows cập phiên bản Windows cập nhật á, mình có thể giải phóng nó ha. Rồi những cái file tạm nè. Đó, thì nó tự động nó chọn cho mình ha. Rồi, và mình cũng có thể giải phóng như trong Recycle Bin. Đây, những cái file tạm của mình nó tới trên 3.3 GB. Đó, thì mình có thể giải phóng cái file tạm này để giải phóng cái dung lượng ODC của mình. Rồi mình có thể giải phóng luôn cái recycle bin này, có thể xóa recycle bin luôn để tăng cái dung lượng ODC nha. Recycle bin của mình thì chỉ có 63 MB. Rồi sau đó mình bấm OK thì nó sẽ tiến hành xóa những cái này, nó sẽ giúp cho mình tiết kiệm tới 6 GB, 6 GB 3 nếu như mình có thể xóa hết những cái file đây. Rồi mình chọn OK. Rồi nó xóa, mình có rồi tiếp tục xóa hay không thì mình sẽ chọn delete ha để cho tiến hành xóa. Thì quá trình xóa này nó cũng sẽ diễn ra tùy theo cái dung lượng nhiều ít, có thể diễn ra nhanh hay chậm ha. Mà lưu ý thì thông thường thì ODC của bạn hiện nay là đang sử dụng ổ SSD, do đó tốc độ xóa nó sẽ nhanh hơn, tốc độ đọc ghi nó sẽ nhanh hơn. Còn nếu như ODC thường sẽ ổ HDD bình thường thì xóa hơi lâu. Hiện nay thì khi các bạn sử dụng cài Windows thì các bạn nên sử dụng ổ SSD, thì tốc độ khởi động máy tính sẽ nhanh hơn, cũng như là tốc độ để các bạn có thể mở phần mềm đọc ghi dữ liệu trên ODC nó sẽ nhanh hơn so với ổ cứng thông thường là HDD ha. Trong quá trình chờ đợi thì các bạn có thể nhấn đăng ký kênh ha, tôi được tin học để không bỏ lỡ những video mới nhất từ tôi học ha. Thì khi mà Windows update á, thì nó sẽ chứa là nó sẽ tải về những cái file cài đặt của Windows, thì lúc này khi nó update thì nó sẽ không có xóa hoàn toàn ha những cái file Windows Update tải về. Cho nên các bạn cần phải dọn dẹp thì lúc này để có thể giải phóng được cái dung lượng ha, ODC của mình. Thì đối với Windows 10 và Windows 11 thì nó sẽ rất là thường xuyên update ha. Rồi ok, thì xem như mình đã làm sạch ODC thành công. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại đây ha. Rồi mình sẽ quay lại. Rồi mình đã lấy lại ha, được khá nhiều dung lượng, hay khoảng 2 GB dung lượng của ODC. Theo C nãy lúc nãy là chống 10,5 GB, giờ là chống hơn 18 GB. Sẽ quay lên ha, vào phần property là sẽ kiểm tra lại. Mình sẽ vào cái phần disk lineup để kiểm tra lại. Đây mình đã giải phóng được cái file Windows Update ha. Tuy nhiên còn cái file tạm nó hơn 3 GB thì nó sẽ chưa giải phóng. Do đó mình chỉ tiết kiệm được khoảng 1 GB mấy thôi. Và bây giờ mình sẽ tiến hành vào cái thứ hai để giải phóng cái file tạm ha. Xóa đi những cái file tạm ha để mà tiết kiệm thêm. Rồi ok, ra cái thứ nhất. Các bạn sẽ gõ vào thanh tìm kiếm ha, chọn gõ chữ stem và có dấu phần trăm trước và sau ha, chữ stem. Bạn chọn có stem này. Rồi lúc này nó sẽ hiện ra đây. Rồi các bạn có thể chọn nhấn Ctrl A để chọn hết và nhấn Shift Delete ha. Để nó xóa hết những cái này. Có 1.000 file ha, xóa hết. Các bạn tạm đi. Thì các bạn xóa các bạn nhấn Shift Delete ha. Để nó xóa bỏ luôn mà không cần đưa vào trong sọt rác recycle bin. Trong trình mình sử dụng máy tính thì nó sẽ sinh ra những cái file tạm một cách tự động.
Thì ở đây thì cái file tạm mình đang sử dụng ha, thì nó sẽ không thể xóa được ha, cái file mình đang sử dụng. Mình sẽ bỏ qua những cái file này ha, những cái file này đang sử dụng, những file tạm mình đang sử dụng nên không thể xóa được. Thì mình sẽ delete những cái tạm này đi, thì nó cũng cho phép các bạn tiết kiệm đi những cái dung lượng ha, dung lượng đang sử dụng ở trên ODC của mình. Đây, mình quay phần deep PC nè, mình sẽ thấy nè, lúc này OKC của mình đã chống lại được hơn 20 GB ha, gần 21 GB khi mà các bạn xóa luôn xóa cái file tạm ha. Đây, mình sẽ chống được khoảng 20 GB ha. Đó, tăng cái dung lượng ODC của mình lên thêm mấy GB nữa. Thứ ba là các bạn sẽ vào cái mục là Cài đặt ha. System. Rồi tại đây thì các bạn sẽ tìm đến cái mục là System. Rồi sau đó thì các bạn sẽ tìm đến cái mục là Store. Store. Thì trong đây nó sẽ liệt kê ra những cái dung lượng mà quản lý cái dung lượng ODC của mình. Đây trong đây các bạn sẽ thấy được là nó sẽ quản lý được những cái ODC mình chiếm bao nhiêu nè. Ví dụ như là những cái app là chiếm 44 GB nè. Thì các bạn sẽ vào đây thì các bạn sẽ thấy những cái app trên những trên ứng dụng ở trên cái máy tính của mình, thì những cái ứng dụng nào không xài các bạn có thể tiến hành gỡ bỏ để tiến hành tiết kiệm, để có thể tiết kiệm được cái dung lượng ha. Ví dụ như những cái phần mềm nào không cần là ví dụ đây là 258 GB nè, cái này 573 75 GB à, đây thêm 1 GB máy luôn. Những cái phần mềm nào các bạn không sử dụng ha thì các bạn có thể gỡ bỏ nó để có thể tiết kiệm được cái dung lượng của audio C của mình ha. Những cái này là những cái ứng dụng đang cài trên máy tính đó. Đó. Bao gồm có những cái ứng dụng của mặc định Windows luôn, như như Fan là ứng dụng mặc định của Windows ha, thì các bạn không nên gỡ bỏ. Các bạn chỉ nên gỡ bỏ những cái ứng dụng mà các bạn cài vào, ví dụ những ứng dụng này. Đây là những cái ứng dụng cài vào thì các bạn không xài thì các bạn có thể gỡ bỏ. Rất dễ dàng, ví dụ như kích vào Intel. Chọn Intel thì lúc này nó sẽ gỡ bỏ ha, gỡ bỏ cái ứng dụng mà các bạn không cài. Không không muốn sử dụng, không sử dụng nữa ha. Đó, nó hỏi mình có muốn delete file tạm không thì các bạn có thể chọn này để chọn delete ha. Yes, cho nên delete những cái file tạm của cái chương trình này luôn. Tương tự các bạn có thể xem những cái phần mềm nào không xài thì các bạn có thể xóa bỏ ha. Để mà có thể gỡ bỏ dễ dàng ở đây. Nó giống như là các bạn gỡ bỏ trên chế độ là container ha. Đó, thì nó sẽ tiến hành gỡ bỏ nha. Sẽ gỡ bỏ ứng dụng này cho mình ha. Xong. Rồi ở đây thì các bạn quay lại. Thì các bạn ở đây mình cũng thấy được là ODC mình đang sử dụng là 97 GB, còn trống là 20 GB ha. Cho cái phần điều khiển anh thì các bạn sẽ vào đây, các bạn sẽ vào cái view điều khiển anh này. Thì nó sẽ vào cái thư mục điều khiển anh, thì các bạn cũng có thể xóa bỏ những cái thư mục nào mà thấy nó dư thừa, nó không sử dụng mà chiếm dung lượng ở trong cái phần điều khiển anh, thì các bạn cũng có thể xóa bớt luôn. Khá là hay ha. Ví dụ như cái thằng mình share này nó tiếp 30 GB này, mình có thể xóa nó. Cách các bạn có thể xóa ha, xóa cái những cái tệp cái đơn mục mà còn không xài các bạn xóa nó luôn trong này thì nó cũng được nha. Khi các bạn xóa thông thường nhấn phím delete á thì nó chỉ đưa vào sạc của pin chứ nó chưa được xóa hoàn toàn ha, chưa được xóa hoàn toàn khỏi máy tính. nếu các bạn chọn Z thì nó cũng sẽ xóa đưa vào sạc của pin nha. Còn nếu các bạn nhấn phím shift và delete thì nó xóa luôn mà không cần đưa vào sạc của pin. Bây giờ mình chọn Yes, cái này nó xóa cái đơn mục này. Đối với những thư mục mà hay tập tin có dung lượng lớn thì nó sẽ xóa luôn mà không đưa vào recycle bin nha các bạn lưu ý. Đây nó hỏi cái mình quá lớn nên nó sẽ xóa luôn, chọn yes cho nó xóa luôn. Nó sẽ xóa hết cái thư mục này mà không vào đưa vào recycle bin luôn tại nó hơi lớn ha, tới 30 GB. Những thư mục nào nhỏ thì nó sẽ đưa vào recycle bin ha trước khi nó xóa hoàn toàn và còn PC. Lúc này có ODC mình mới chỉ hao có phần nữa thôi, mình còn trống cái 52 GB nè. Quay lại đó là mình đã giải phóng được cái phần điều khiển của mình cho cái phần file tạm nè. File tạm này thì các bạn cũng có thể xóa bớt ha, xóa bớt những cái file tạm ở đây. Phần đây là chứa những file tạm nè, đó nó sẽ liệt kê những file tạm ở trên máy tính mình ha, thì mình có thể tiến hành xóa bớt đó. Những cái file tạm của internet nè, nó cũng xóa ha, nhất là những cái file tạm trên internet của trên cái trình duyệt ha, trên internet bị xóa có thể là khi bạn lướt web lâu ngày đầy ha, nó cũng sẽ bị đầy thì các bạn có thể xóa bớt. Rồi mình chọn remove file thì nó sẽ remove là những cái file tạm của mình ha. Rồi mình sẽ để nó remove những cái file tạm, xóa những cái file tạm trên máy tính của mình.
Đó, à, sau như mình đã thành công trong việc remote lại. Đó. mình đã tiến hành ha, giải phóng dung lượng của ODC của mình ha, thành công ha, và nó đã tiết kiệm được rất là nhiều dung lượng trên ODC của mình. Đó là cách để các bạn có thể giải phóng dung lượng ODC, à, giúp cho ODC của mình trực trống nhiều hơn. Còn đối với những ổ đĩa khác, à, như ổ đĩa D, ổ đĩa E, nếu như bị đầy thì các bạn chỉ cần các bạn tìm đến cái ổ đĩa đó, à, rồi các bạn xem những cái tập tin nào mà đang lưu mà chiếm dung lượng lớn thì các bạn có thể xóa bớt ha, thì cho phép các bạn giải phóng được cái dung lượng ở trên cái ổ đĩa của mình. Đây ví dụ như đây mình đồ đây, mình đây ví dụ cái file này mình không xài, còn nhấn delete ha để xóa nó, hoặc là các bạn nhấn shift delete thì nó xóa luôn, nhấn delete ở đây thì nó chỉ xóa nhưng mà nó sẽ đưa vào recycle bin ha, nó không có xóa hoàn toàn. Rồi, chọn yes thì nó sẽ đưa vào recycle bin. Đó, các bạn sẽ quay lại recycle bin thì các bạn sẽ thấy được nó nằm trong đây. Các bạn phải xóa đi một lần nữa, à, những cái tập tin mà mình đã xóa nằm trong đây nè. Đó, xóa đi một lần nữa trong đây thì nó sẽ mất hoàn toàn nha các bạn. À, các bạn kích chuột và chọn, à, còn muốn phục hồi lại thì các bạn kích chuột phải vào nó và chọn restore thì nó sẽ phục hồi lại cái file đó, còn không thì các bạn hay không thì nó sẽ bị xóa hoàn toàn luôn. Đó, cái nào mà các bạn muốn restore thì các bạn kích phải chuột vào nó, các bạn chọn restore thì nó sẽ quay lại bằng vào đó, thì nó sẽ phục hồi lại cái file đó rồi cho mình. Còn các bạn muốn xóa luôn hoàn toàn thì các bạn chọn cái chuột phải và chọn trong thùng rác này, các bạn chọn empty rồi recycle bin. À, hoặc là các bạn xóa trong đây thêm một lần nữa, trong đây mình xóa đi một lần nữa, em cứ delete xóa đi một lần nữa đó thì nó sẽ xóa luôn hoàn toàn cái file đó, à, trên cái tính của mình luôn, là không để phục hồi được nha. Đây mình chọn cái chuột phải vào nó, trên delete thì nó cũng xóa luôn hoàn toàn. Thì sau này thì các bạn muốn phục hồi thì các bạn phải sử dụng những Tỷ cái lệ để phần phục hồi thành công nó bên cũng thứ thấp ba ha. thì mới phục hồi được ha. Rồi bây giờ mình xóa hết cái scoping luôn thì chọn empty rồi scoping, thì ở đây nó sẽ có thể tăng cái dung lượng của ổ đĩa của mình ha, cái ổ đĩa E của mình nè. Đó, hồi nãy còn trống cái lợi ích ha, bây giờ nó đã trống được 59 GB nè, thì mình sẽ empty rồi scoping nữa thì nó sẽ trống được nhiều hơn. Đây mình sẽ empty rồi scoping, chọn yes ha, đó nó sẽ xóa dung lượng của scoping, quay lại. Đó, thì lúc này nó sẽ trống nè, được tới 63 GB, nên nó tăng cái dung lượng lên để nó trống lên rất là nhiều. Xóa dung lượng tập lên trong thùng ghét ha, cũng để tăng dung lượng của ổ đĩa của mình. Rồi, ok, đến đây mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Để thấy video hay và hữu ích, hãy nhấn đăng ký kênh Thuật Kinh Học để không bỏ lỡ những video nhất từ Thuật Kinh Học ha. Hẹn gặp lại các bạn ở lần sau.